Xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Thì hiện tại thì bây giờ mình đang ngồi ngoài đường luôn các bạn, trước cửa của một cái công ty xây dựng nè. Nói chung là ở đây là có cái quầy bán nước tự động á, có đèn sáng á, nên mình sẵn tiện mình đang đi làm về. Thì các bạn vừa thấy mình bấm thẻ rồi đó. Thì 8 giờ 30 mấy phút đúng không? Thì hiện tại là bây giờ mình về mới có nửa đường thôi các bạn. Thì sẵn tiện thì có cái cột nước á, thì nó sáng như thế này thì mình ngồi mình tâm sự các bạn xíu. Thì hôm nay là ngày cuối tháng các bạn, định là sẽ về sớm để đi ăn cái gì đó, đi đến quán ăn của Nhật á các bạn, để tự thưởng cho mình. Tại vì tháng 9 này nè, hôm nay vẫn còn tháng 9 này. Tháng này thì làm nói chung là tương đối tốt các bạn. Thì tăng ca cũng hơi nhiều. Và tháng này thì thu nhập cũng cao hơn tháng trước. Tháng này thu nhập của mình thì mình ước tính là khoảng tầm 16 lá mấy các bạn. Do đó thì cũng định ngồi tổng kết tháng và tâm sự các bạn luôn. Các bạn thấy là nãy đi làm về, thằng Nhật nó mua chai nước nó tặng cho mình nè. Thằng Nhật nó là làm chung với mình thôi chứ không phải là ship hay gì hết. Nhưng mà tại làm gì trễ quá mệt quá, nó mua chai nước thì nó tặng như này các bạn. Chai này thì 160 yên, nhưng mà bây giờ là trễ rồi, đang đói mà sao uống Coca Cola được. Cho thì hôm nay cũng tự thưởng cho mình nữa các bạn. Thì các bạn thấy mình mới vừa bấm xong đấy, là chai Monster. Chai này ở Việt Nam cũng có, các bạn cũng biết đúng không? Giờ đây thì bây giờ mình sẽ tự thưởng cho bản thân mình một tháng nỗ lực mà cũng đạt được kết quả tốt. Bây giờ mình sẽ tự thưởng cho mình và bên cạnh đó ngồi tâm sự các bạn tí. Thì ngồi mình tâm sự các bạn và uống hết lon nước này mình sẽ đi về. Giới thiệu cho các bạn tí luôn, chai này hiện tại là nước lon mà đắt nhất ở Nhật các bạn, đắt nhất ở các quầy bán nước tự động luôn á. Không, do đó thì đây là giống như nước tăng lực, nói chung hơn nước tăng lực, nó uống vô rất là sung luôn các bạn. Thì bây giờ tự thưởng cho mình chai này, không biết tối lon này không biết tối nay về có ngủ được không nữa, thì sung quá sao ngủ. Thì mình cũng tâm sự các bạn tí về cái công việc cũng như là lương bổng hàng tháng. Thì làm việc ở Nhật thì một tháng thì chỉ nó vỏn vẹn là nó tính có 22 ngày thôi, chứ nó không giống như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình thì thông thường tính 26 ngày, nhưng ở Nhật là tính 22 ngày thôi các bạn. Những ngày còn lại thì nó sẽ rơi vào lịch đỏ, thì mình đi làm sẽ được tăng ca. Và bên cạnh đó mình tăng ca mỗi ngày nữa. Thì cộng lại thì cái tiền lương cơ bản của mình nó không có cao. Lương cơ bản của mình đó thì nó tầm khoảng 15 lá. 15 lá mà trừ chi phí thì nó 5 lá thì chỉ còn 10 lá thôi. Do đó cái tiền dư của mình đó chính là cái tiền tăng ca các bạn. Và ở Nhật thì công ty của mình không biết, nói chung là có nhiều công ty thì cũng không được tăng ca nhiều, nhưng có nhiều công ty làm tăng ca rất là nhiều. Công ty của mình thì cũng bình thôi chứ nó không có gọi là cao lắm. Nhưng mà ở Nhật thì mình chia sẻ các bạn luôn, có 3 tháng sẽ lương rất là thấp. Nói chung là nếu mà công ty nào không có việc, không làm những ngày lễ thì sẽ rất là ít tiền các bạn. Đó là tháng vừa rồi, đó là tháng 8 đó, mình chia sẻ với các bạn lương đó. Lương đó là mình chia sẻ với bạn tháng vừa rồi, với lại là tháng 12 và tháng 5. Ở Nhật thì 3 tháng này là rơi vào gọi là 3 tuần lễ vàng luôn các bạn. Được nghỉ rất là nhiều, lịch đỏ rất là nhiều. Không phải lịch đỏ của nhà nước đâu mà không biết làm sao đó. Mà ở đây là lịch đỏ của từng công ty các bạn. Nhưng mà thấy công ty nào cũng được nghỉ dài hết. Tháng 12 thì cuối năm rồi, thì đó là Tết. Còn tháng 5 đó là tuần lễ vàng. Còn tháng 8 đó là lễ hội mùa hè. Thì nó rơi vào 3 kỳ nghỉ lễ như vậy. Mời các bạn nè. Là mệt mà uống vô nó khỏe ghê các bạn. Ở giờ đó thì bắt đầu tháng vừa rồi mình chia sẻ các bạn lương á, nó cũng hơi thấp. Nhưng mà từ tháng 9 nè, tháng 9, tháng 10, tháng 11 là 3 tháng này là lương khá khá đó.
Tháng 12 là nghỉ không nói rồi. Thì tháng 1 thì cũng ok, nhưng mà tháng 2 thì bắt đầu là gì? Tháng thiếu 28 ngày, rồi tới tháng 3, tháng 4, tháng 5. Mà tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì không dám làm. Ở Nhật không dám làm tháng 3, tháng 4, tháng 5 các bạn. Tại vì tháng 3, tháng 4, tháng 5 là rơi vào cái tháng mà bị trừ thuế á. Ở Nhật nó kỳ lắm. Nó không tính đầu tháng 1, tháng 2 nữa đâu, mà bắt đầu tính tháng 3, tháng 4, tháng 5 nè. 3 tháng này nó sẽ xem lương của bạn, nó cộng lại, nó chia ra, và nó sẽ khấu trừ thuế, và thuế bắt đầu tính từ tháng 10 các bạn. Tháng 9, tháng 10 là bắt đầu trừ, và trừ suốt một năm như vậy. Nếu mà tháng 3, tháng 4, tháng 5 mà bạn làm nhiều á, thì bạn sẽ năm sau bạn sẽ bị trừ rất là nhiều, nguyên nguyên năm luôn. Đúng, do đó tháng 3, tháng 4, tháng 5 á thì làm cũng canh chừng, làm không dám làm nhiều, làm cũng vừa vừa thôi. Ở giờ đó thì ngày hôm nay thì cũng chia sẻ cho bạn đó, mình tâm sự là cuối tháng thì nay là tháng này là cũng ok các bạn, nói chung là vui chứ không có buồn như tháng trước. Tháng trước thì làm không có được nhiều á nên cũng hơi buồn, tại vì ở xưởng mình cũng chia sẻ các bạn nhiều đó, xưởng mình là không được tăng ca chủ nhật, nhưng mà tháng này thì mình được đi làm, và tháng này thì mình được đi làm chủ nhật một ngày nữa, do đó thì tháng này cũng ok, do đó cũng hơi vui. Hơi vui thì không vui lắm các bạn, tại làm tới giờ mới về cũng mệt lắm. Do đó thì không biết là các bạn tình hình các bạn làm việc như thế nào, nhưng mà tháng này mình cũng ok như vậy. Và hôm nay mình tự thưởng cho mình lon nước rồi, giờ trễ quá đâu đi ăn quán gì được đâu, đi thì về nhà rất là trễ mà lội bộ vô, rồi đi đi xong rồi lội bộ về có một mình sợ. Định là chiều là về sớm á, rủ thằng nào đó đi chung cho vui, mà giờ còn có mình về trễ nhất thôi. Cuối tháng ai cũng muốn về sớm mà, cuối tháng thường về 5 giờ. Nói chung nãy giờ nói cũng dài dòng quá thì các bạn xem mà cảm thấy hơi nhàm chán thì cũng thông cảm cho mình ha. Thì đây là tâm sự cuối tháng thôi, thì cuối tháng cũng tổng kết tháng như vậy là tự thưởng cho mình. Rồi các bạn không biết các bạn thưởng cho các bạn như thế nào, nhưng mà mình cũng nên là thưởng cho mình cái gì đó để mình lấy tinh thần, lấy động lực để tháng mới mình bắt đầu làm tốt hơn các bạn. Và ngày mai thì bắt đầu đầu tháng rồi, thì nhân cái video này mình cũng chia sẻ như vậy, mình chúc cho các bạn tháng mới, tháng 10 làm việc thật là tốt, gặp nhiều may mắn và đạt được mục tiêu của mình như mong đợi nha. Rồi ok, thì bây giờ là nói chung là mình uống cái nữa hết lon này mình đi về, thì mình cũng chia sẻ các bạn vậy thôi. Thì các bạn cảm thấy nói chung là mến mình á thì hãy like, share và subscribe, ấn cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mà mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì lúc này mình cũng chia sẻ cho các bạn là thường xuyên những video hàng ngày luôn á. Thì bắt đầu từ không 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 hứa trước được, nhưng có thể bắt đầu từ ngày mai các bạn, mình sẽ chia sẻ cái bộ video khám phá Fukuoka của mình. Fukuoka là một cái thành phố mà nó gọi là Fukuoka là thành phố mà gọi là gì ta, gọi là sang trọng nhất, gọi không biết bây giờ không biết nói sao, gọi là thành phố xa hoa nhất của vùng Kyushu mình luôn các bạn. Và vừa rồi thì mình có đi khám phá Fukuoka và mình sẽ đăng cái bộ video ở trong tuần này, thì các bạn hãy đón xem và ủng hộ mình nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi chúc các bạn có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và một đêm thật là hạnh phúc nha. Rồi xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video tiếp theo ha. Bye bye.